Tôi là Nguyễn Bảo Diệp. Tôi là Ngọc. Mọi người gọi em là MV. Em thấy ai cũng thấy ý tưởng của mình là hay nhất, đúng không? Chắc là em bỏ tiền nó thỏa đáng rồi. Ai thấy ý tưởng của mình là hay nhất nhưng mà rõ ràng là bọn em đâu có thuyết phục được các bạn, đúng không? Còn nó không phải là chuyện ý tưởng của em không hay, mà bởi vì là từ cái đoạn ý tưởng đến cái đoạn thuyết phục mọi người là một hành trình rất là dài, đúng không? Không sao, khóc cũng được. Thấy chị thấy khóc cũng tốt thôi. Khóc là mình đã thấy là mình dành tâm sức cho nó và nó xứng đáng nhận được chút giọt nước mắt của mình, không có vấn đề gì cả. Cố gắng thì mới thấy tiếc nuối. Thôi rồi không sao, cứ khóc, thấy buồn thì cứ khóc, không có vấn đề gì. Chị ơi, bọn em muốn mời Khánh vào nhóm ạ. Trời ơi. Khánh đừng yêu. Đồng ý rồi. Đúng không? Khánh đồng ý về về bạch tuộc đúng không? Thôi về bạch tuộc.